trí, cái tăng tốc thì như thế nào? Đầu tiên là các em đừng có uống nước, uống sữa vào. Vì nếu mình lại cho uống thêm thì lượng nó lại tăng hơn. Một là có thể dùng những cái khăn ấm, khăn như này. Các em lấy một cái chậu nước ấm một to luôn. Khăn này thả vô ở đây. Vắt nhẹ vừa phải, đừng có vắt nhiệt quá. Đắp lên cái bọc. Dùng hai cái tay, cứ tay trên tay dưới xoay, hai tay dưới này, xong lại bỏ xuống lại làm như vậy. Thì khi có cái ấm vào thì nó sẽ nở, đúng không ạ? Cái ngang giữa những cái tắc, những cái mỡ, những cái phần như là được. Cái mỡ nó làm tắc những ấm đấy thì nó sẽ nở ra. Và sau đó rồi thì kem day này, cũng trên dưới như này day. Nếu không có khăn này thì dùng những cái mỏ chai Lavi, cho độ 2/3 chai nước vào đây, nó ấm. Để vào đây, chỗ nào căng tức cứ day này. Day thì day chiều từ chân lên đến đường quần nông. Cứ day này đưa lên, day này đưa xuống, được chưa? Sau đó rồi thì bắt đầu cái tay này vuốt từ chân vào đi đến đường. Thì cường độ này nhẹ, nhẹ, nặng, dần. Sau này mình cầm vào cái tay của cái quần nâu. Thì cái quần nâu mới là cái bể sữa nhá. Đừng có vê vào cái núm vú, mà vê vào cái phần quần nâu vú. Hai cái tay này, miết này, miết tròn theo chiều kim đồng hồ ở cái quần nâu vú. Sau đó rồi thì mới dùng ngón tay của mình, hình chữ cờ này, vê ở núm vú để cho nó kích thích. Nhưng khi muốn nhiều sữa, muốn tăng tức thì lại ấn ở cái nơi quần nâu. Ấn xuống, kéo lên, ấn xuống, kéo lên. Đấy, thì để sữa nó mới về nhá.